Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem clip của Pháp Thái TV ha. Rồi quay đến chỗ của chú Chí, gặp chú Chính có một số mặt hàng hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể cô chú anh chị bà con nha. Rồi chào chú Chính ơi. Rồi chào chú Pháp Thái. Xin chào tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu với bạn một số mặt hàng về cây cảnh và hoa mẫu đơn. Bây giờ mình đi vào chi tiết luôn. Bây giờ đầu tiên mở đầu là giới thiệu bốn cây, một mã số 1 nha, bốn cây gồm bốn cây vàng hường đọt đỏ đấy, vàng hường đọt đỏ, vàng hường đọt đỏ cây giống. Rồi chiều cao nó là 17 nha bà con, trung bình đi. Đây cây này cũng vậy luôn, 17 trung bình. Thì cái thân của nó thì bằng đầu nhân đốt nha bà con. Cây rất là sung nha. Đây. Đọt nó vậy nè. Đây đây, đọt bên này nó hồng hồng luôn nè. Vàng hường đỏ bông rất là đẹp nha bà con. Đó, rồi mình cho giá mã số này gồm 4 cây. Gồm 4 cây có giá là 350.000. 350.000 là gồm 4 cây. Cho 4 cây nha bà con. Đó, cây giống nha bà con, rất là ok luôn. Cây rất là khỏe rồi. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Rồi, tiếp tục là mã số 2 và mã số 3 là cây trang cẩm thạch nha bà con. Cẩm thạch bông rất là đẹp nha. Số 3 đây, mã số đây, nhìn. Đó. Rồi mình cho chiều cao đại diện luôn. Chiều cao đại diện của nó là 12. Cây này thì được 14 nha bà con. Mã số 2 thì được 14. Đây, cái thân nó thì cũng một cốt mà nó bằng đầu nhãn đốt đi. Rồi giá mỗi cây luôn chú ơi. Rồi giá mỗi cây, cây số 2 và số 3 mỗi cây có giá là 250.000 nha bà con. 250.000. 250.000 bao ship về tới tận nhà cho bà con luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp tục là mã số 4. Mã số 4 là một cây giống phụng hoàng lưỡi nha bà con. Phụng hoàng lưỡi. Cái bông rất là cứng và màu nó đỏ tươi luôn nha bà con. Đó, cây này cây con ha. Cây con. Mới ghim này thì rất là khỏe lên hai con. Chiều cao có được 6 bà con ơi. Thì cây giống với giả lại thì cái mẫu đơn này, cái giống nào mà nó hiếm mà nó đẹp là cái giá nó khác nhau nha bà con. Bà con xem thì tham khảo nha. Tại vì cái hàng giống mà nó hiếm á thì nó cái giá nó lúc nào cũng cao rồi. Này là chưa có nhiều đâu bà con ơi. Rồi, cho giá cái mã số luôn chú ơi. Mã số 4 này có giá là 600.000 nha bà con. 600.000. 600.000 một cây giống. Rồi xuống cây. Tiếp tục là mã số 5 và mã số 6 gồm 2 cây. 2 cây phụng hoàng cam. Mã số 5 và số 6. Số 5 và số 6 cho con đây, cây nhịp số đây. Đây, để bà con dễ thấy. Rồi, rồi giờ đo cây số 5 trước đi. Số 5 được 11. Số 6 thì được 12 bà con ơi. Đây cái thân nó cũng bằng đầu nhân đốt nha bà con, nhưng mà phụng hoàng cam nó đặc biệt, cái lá của nó, cái dừa cánh này nè, nó có màu trắng nha. Nè, màu trắng trắng á. Chỉ ngoài ghê. Dạ, chỉ ngoài ghê chú. Rồi cho giá. Rồi, giá số 2 cây này mỗi cây có mã số 5 và số 6 mỗi cây có giá là 450.000. 450.000 cho một cây nha bà con. Cho một cây nha. Hoàng cam. Rồi, cái màu về tới nhà bà con luôn. Màu rất là đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn chú ơi. Tiếp tục là cây số 7, số 8 và số 9 nha bà con. Là Mỹ vàng. Chính là cây phụng cây Mỹ vàng giống. Cây giống nha bà con. Đó. Đây. Cây thì rất là khỏe cho con, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 mắt lá rồi. Mấy cây này thì nó chắc tương đối nhau để đo hậu cái 24. Rồi 24. Cây này nó hơi cao chút. Rồi 24 đi bà con ơi, bình quân 24. Nó, cái cây dạng này thì nó bằng, ở dưới thì có thể bằng đầu đũa ăn, nhưng mà ở trên thân này mình đại diện là bằng đầu nhân đốt đi. Đó, vậy đó, bự hơn đầu nhân đốt một tí. Rồi cho giá mỗi mã số Mỹ vàng luôn chú ơi. Rồi Mỹ vàng này mỗi mã số, mỗi cây có giá là 400.000 nha bà con. 400.000 bao ship luôn hay chú? Bao ship về tận nhà. Rồi xuống cây luôn chú ơi, Mỹ vàng cây rất là khỏe luôn. Một rồi tiếp theo lên tiếp là mã số 10. Tiếp tục là mã số 10 gồm 4 cây vàng hường đọt đỏ. 4 cây nha bà con, cái này là mã số 1 nha. Đây là cây giống. Rồi đại diện là 23 bà con ơi. Rồi cây này cũng vậy luôn. Ba cây này, bốn cây này đồng nhau. Cây giống này có cây này cái thân nó bằng đầu đũa ăn nha bà con. Nó cũng chênh lệch nhau bằng đầu nhang đầu đũa ăn. Coi rễ nó ra nè, quá xa rễ luôn rồi. Dạ, trắng cây chân. Rồi cái này mình cho giá mã số. Rồi mã số này thì số 10 này có giá là 450.000 cho 4 cây nha bà con. 4 cây. 4 cây 450.000. Rồi một mã số. Rồi xuống cây luôn. Vàng hường đọt đỏ cái bông quá phê luôn á. Tiếp theo là mã số 12, 11, 12 và 13 là 3 cây Mỹ đỏ.
Mỹ đỏ lá mỹ cam. Mỹ lá mỹ cam nha. Này đột biến màu nha bà con. Đó. Rồi cho chú cam chú ơi. Cây đại diện đi là 26 bà coi. 26 luôn. Rồi ba cây này cũng đồng nhau luôn. Đồng dạng ha. Rồi, thì cái lô này thì ba cây này thì nó cái thân nó bằng điếu thuốc nè. Mình chia ra hai tược hai chồi. Cây nào nó cũng có hoa nụ chân nha bà con nè. Mỹ đỏ lá mỹ cam. Đây cái đọt nè, cho xem cái đọt đó chú. Đọt bên này nó đỏ tươi vậy nè. Đó. Rồi, mỗi cây luôn chú ơi. Rồi, giá cho ba cây này mỗi cây là 11, 12, 13, mỗi cây có giá là 250.000, bao ship về tận nhà luôn. Rồi, xuống cây luôn chú ơi. Giá mỗi cây nha bà con. Tiếp theo là mã số 14, 15 và 16, gồm ba cây. Cũng là mỹ đỏ luôn. Mỹ đỏ lá mỹ cam luôn nha bà con. Đỏ lá mỹ cam luôn. Rồi, cho chiều cao đại diện luôn chú ơi. Cái trung bình này đi. Cho chiều cao trung bình của nó là 28 đó bà coi. Đây, cái thân ở dưới này thì bằng đầu đũa ăn nha bà con. Đó, cây này cũng vậy chân. Đây, cái thân bên đó cũng vậy luôn. Do phân mình lắp phân nó hơi sâu á. Cái chân nó còn lớn nè đây. Đó, chân nó rất lớn này. Đây mỹ đỏ nè. Cái hoa tơ nó mới nở mà cái màu lên vậy nè. Khi mà nó già nó đậm lên nha bà con. Đó nè, cái cuốn nè. Đây nè. Rồi cho giá mỗi rồi, cây luôn chú ơi. 14, 15, 16, mỗi cây có giá là 250.000. Bao ship về tới tận nhà bà con luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là ba mã số 17, 18 và 19. Cũng là mỹ vàng luôn. Mỹ vàng nha bà con. Mỹ vàng cây giống luôn. Mỹ vàng cây giống nha. Rồi. Rồi lấy đo chiều cao luôn chú ơi. Trung bình chiều cao của nó là 20. Cây này cũng 20 luôn, ba cây này cũng tương đối nha bà coi. Thì mỹ vàng này thần cái chậu ghề to vậy là nó rất là khỏe nha. Này được 1 2 3 4 5 lên cái mắt lá tờ là 6 mắt lá nha bà con. Cây rất là ok rồi. Cái thân nó cũng bằng đầu nhân đốt luôn, có cái thì bằng đầu đũa. Tùy theo nha. Rồi cho giá rồi, mỗi giá cây luôn chưa? Ba cây này mỗi cây là 17, 18 và 19, mỗi cây có giá là 350.000. 350.000. Giao lưu toàn quốc bao ship về tận nhà luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Giá bữa nay mỹ vàng giá rất là mềm rồi. Giá hợp lệ. Giá hợp lệ luôn. Hợp lệ cho bà con chơi luôn. Rồi tiếp theo là mã số 20, 21 và 22, gồm 3 cây. 20, 21, 22 nha bà con. Cam hương. Cam hương. Dòng cam hương này cũng siêu bông, cũng siêu lắm. Đây, cho chiều cao này. Rồi chiều cao của nó là 59 nha bà con. Rồi mình cho đại diện một cây đi chú ơi. Cây đi. Một cây hả? Đó, tùy theo bà con chọn lựa ha. Cây này thì nó ra ba nhánh. Cái hoa của cam hường nè, nó màu cam cam hường hường rồi nó già hoa lên màu đỏ. Cái cây này nó có màu cốt, nó lên cái hoa này là nó quặt xuống tới dưới luôn á, mới cắm cái cây cột lên nè, nó chịu không nổi luôn á, siêu bông á. Bông rất là to nha con. Đây, cái hoa này hoa già nè. Đó, ra rất cái màu rất là ok luôn. Rất đẹp. Thì dòng này trước giờ là chỗ chú Chí giao lưu rất là thành công nha. Đó. Cái thân này bằng điếu thuốc lá nha con. Rồi mình cho giá mỗi mã số rồi, chú ơi. Ba mã số này 20, 21 và 22, mỗi cây có giá là 350.000. 350.000 mỗi cây luôn. À. Rồi xuống cây luôn. Okay, tương đối nha. Lên tiếp vẫn là tiếp tục là ba cây nữa. Ba cây cũng cam hường luôn. Cam hường luôn, 23, 24 và 25. Rồi mình cho chiều cao đại diện luôn chú ơi. Rồi chiều cao đại diện luôn. Đó, chiều cao đại diện là 47 bà con ơi. Bà con thấy ba cây nhưng mà cây này cây giống nhưng mà thật sự ra hoa bà con thấy không? Nó lợp ở trên là phủ rất là ok luôn nè. Nè. Wow. Siêu hoa. Đây, cái hoa này nở chưa hết mà lên hai cái búp nữa nè. Dòng này rất là đẹp nha bà con. Đó, thân ở dưới thì cũng bằng điếu thuốc rồi chú ơi. Bằng điếu thuốc lá mình đó. Ở cái cổ dưới này nè, cổ dưới này nó bằng điếu thuốc lá nè. Này cây này thì em hơn đứa thuốc giúp bằng đầu đũa. Rồi mình cho giá mỗi mã số luôn chú ơi. Rồi mã số 24, 23, 24 và 25, mỗi cây có giá là 350.000 luôn mà coi. Rồi xuống cây luôn, giá bên này ok. Quá mềm luôn. Tiếp theo là mã số 26 là một cây cam Đài Loan. Cam Đài Loan, cây rất là sung nha con. Đây, chiều cao luôn. Chiều cao của nó là 89. Có 8.000 rồi, 8.000 bà con lắm luôn. 8.000 là 39 nha bà con. Mã số này là mã số mấy chú? Mã số 26. 26 là phụng bằng cam này nó chuẩn bị lên bông nha bà con. Nè,
những cái cây mà nó cái, nó bóp đọt lại vậy là nó chuẩn bị nụ nha. Cái clip vừa rồi đó là cây bông hoa rất là nhiều, nhưng mà mình giao lưu hết hả chú? Hết rồi. À, nên cái lô này thì cây này thì cái thân nó đại diện nó bằng ngón út đi. À, bằng ngón út mình đó. Một cốt lên nó chia hai thân rồi lên đây tiếp tục đẻ nhánh rồi nữa, cũng cam Đài Loan, cam Đài Loan nghe bà con. Mã số này giá luôn chú ơi. Giá mã số 26 thì có giá là 500k nha bà con. 500.000, có một cây rất là ok luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Cây tơ rất là tốt luôn. Tiếp tục là mã số 27, 28, 29 và 30. Rồi 4 cây. 4 cây cam hường, trở lại là dòng cam hường nha bà con. Đây, bốn cây cam vườn dài nha, có số đó bà con cho nha. Cái này chú đo cái chiều cao chú ơi. Chiều cao đại diện của nó là 60. Rồi cây này là tới 70 lận, thì trung bình nó 65 đó. Thì mỗi gốc thì nó cũng một cốt, mình chút xíu mình sẽ quay ở dưới chi tiết cho bà con xem ha. Như cái cây này nè. Bên đây một cái chùm hoa bạn kia luôn, chà bá luôn. Bên đây búp nè. Cây nào thì cũng rất là sung, rất là ok nha con. Đây, hai cái mặt hoa này nó cũng khác nhau nè, nó đổi màu luôn nè. Nè. Bên đây cam cam hường hường, bên đây nó ra cái màu đỏ đỏ luôn. Đó, thằng ở dưới nè. Mỗi mã số thì cũng một cốt giống như nhau thôi. Này hỗ trợ thêm qua Zalo chỗ chốt cây nha bà con. Này, cái thân ở dưới thì bằng điếu thuốc lá. Lớn là điếu thuốc lá nha bà con. Đổ đó để lên nha. Rồi. Là lớn hơn bằng điếu thuốc lá trở lên nha bà con. Bao từ điếu thuốc lá trở lên. Rồi. Cho giá luôn chú ơi. Rồi, mã số 27, 28, 29 và 30 này mỗi cây có giá là 450.000 nha bà con. 450.000. 450.000 cho mỗi cây nha. Gồm phí đóng thùng rồi phí ship luôn nha bà con. À. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Thì mỗi vườn mỗi giá thì tùy theo nha bà con. Phí ship, phí cước. Cái giá ở vườn nó khác và rồi. Cái phí bao ship nó khác nữa. Tiếp tục là mã số 31. Là một cây mỹ cam nguyên sinh nha bà con. Mỹ cam, cây này nói chung là thành phẩm bonsai hả chú? Đúng, bonsai luôn. À, cây rất là năng cây. Tàn tán thì như cái nón lá. Cái tàn như cái nón lá luôn. Cây này nó vô dây luôn nha bà con. Thành phẩm rồi đó. Và chiều cao là 67. Tán ngang nó là 73. Đây, cái chi tàn nó rất là mịn rồi nha. Vô dây rồi, đây búp nè. Cây này về tới nhà là hoa cực cỡ luôn. Đây mỹ cam nha con. Nè, cái này nó muốn lai qua mỹ đỏ luôn hay sao á. Mỹ cam, cuốn đỏ Cà Mau. Rồi. Đây cái cuốn nè. Vậy kêu cuốn đỏ nha con. Rồi, đó tổng quanh luôn. Tổng quanh của nó là 44. 44. Là cái này nó dính liền lên hết luôn nha bà con. Đó. À, cũng rất là già luôn. Quá xá luôn rồi. Cái này để là xài luôn, khỏi cái sửa. Cái này dễ về mua cái chậu cũ để vô ngồi đưa lên cái đồn cái là cây này rất là đẳng cấp nha. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi. Rồi mã số 31 cho cây mỹ cam có giá là 6.500.000 nha bà con. Gồm phí ship luôn tới phí nhà ship đó. Tới nhà rồi, cho bà con luôn. Chi phí gì hết. Rồi xuống. 6.500.000 sẽ có cây tới nhà cho bà con. Xuống cây luôn. Cây rất là sung cây nha, thần chậu nữa. Rồi tiếp tục. 3 cây nữa, 32, 33 và 34. Là cây cam Đài Loan. Đây mã số này bà con nhìn thấy nha. Đây, đây mã số này bà con thấy luôn. Đây. Đó, 32, 33 và 34 nha bà con. Đó. Đây giờ cho một cây đại diện luôn là 51 chiều cao. 51 chiều cao 51. Rồi tán ngang là 26. Nhưng mà đặc biệt nó lên búp rất là nhiều nha bà con. Lô này mỗi 3 cây. Mỗi bông nha bà con. Đó. Mỗi nhánh mỗi bông luôn. Đây nè. Đó, vậy đó. Cái thằng ở dưới đại diện nó bằng ngón út rồi ha, ngón út mình đó. Cái bên đó trắng trắng rễ nó gà mạnh quá xá luôn người ta. Đây còn thấy rễ nó lương nè, cây này rất mạnh. Cái này là chỉ cần bó bầu băng keo lại là gửi cho bà con luôn nha, nếu như bà con là chốt cây. Rồi cho giá mẫu mã số luôn chú ơi. Rồi mã số 32, 33 và 34 mỗi cây có giá là 350.000. 350.000 cho một cây nha bà con. Cam Đài Loan. Rồi xuống cây luôn. Một lô nữa. Đây. 35, 36 và 37. À. Rồi 3 mã số luôn. Đây. À, à. Rồi mình cho chiều cao luôn chú ơi.
cái tàn tán với đây, nó cũng chiều cao của nó là 59, cũng tương xứng với nhau, tương đương nhau nha con. Cây là một cây tương đối nhau lên nha bà con đó. 35, 36 và 37. Đây, cái búp nè. Búp. Cây nào cũng búp. Đây. Mà đặc biệt cái cây này thì chưa lên búp nha. Mã số 35, nó tốt tơ. Rồi. Thằng ở dưới thì cũng bằng ngón út ha. Ngón út kìa bà con, ngón út vừa luôn á. Đó. Đó. Rễ ra rất là khỏe luôn nha bà con thấy ha. Đây. Ba cây nữa tương đối nhau. Rễ ra trắng bầu chân nè. Cây rất là ok rồi. Rồi, giá luôn chú ơi. Rồi, giá cho ba cây này. Mỗi cây có giá là 350.000 nha bà con. 350.000 một cây ha. 35, 36 và 37 mỗi cây có giá là 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 38. Là một cây vàng hương đột đỏ. Vàng hương đột đỏ. Rồi, chiều cao của nó là 73. Tán ngang là 25. Cây này nó lên ba cái chòi nhưng mà nó ra hai cái hoa. Đây cái chòi này thì cái đọt nó vậy nè. Đặc biệt hoa vàng hương đột đỏ nè. Thì nó mới nở ra là y gan như vàng, nói chung nha bà con. Đây nè, cái cánh hoa nó màu vàng vậy, xong nó chuyển sang cái màu hường rất là đẹp. Nè, cái cuốn nè. Cuốn nó vậy đó. Vàng hương đột đỏ. Rồi, cái này có thoát thân cho thoát thân luôn. Thoát thân của nó là 48 bà coi. Cái này thì lớn hơn điếu thuốc lá một chút bà coi. Đây. Cái rễ nó ra khỏe ha. Khỏe rễ ra trắng cây rồi đó. Cái hoa nè bà con. Vàng hương đột đỏ. Rồi, giá luôn chú ơi. Rồi, giá cho mã số 38 thì có giá là 500.000 bà coi. 500.000. 500.000. Cây một cốt. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 39, cũng là một cây vàng hương đột đỏ luôn. Đây, chiều cao của nó là 80. Tán ngay là 46. Đó, nhánh này nhánh chiếc nha bà con. Nè. À, ok, nè. Nhánh chiếc cây ra ra khỏe. Vàng hương rõ cái hoa này nè. Cái chân cuốn nè. Đó. Rồi, cây có hoa. Hoành thân của nó là 5 bà con ơi. Hoành thân 5. Cái này mình kéo cái thốc thân lên cây chú. Rồi, thốc thân của nó là 32. Rồi, giá luôn chú ơi. Giá cây mã số 39 này có giá là 700.000 nha bà con. 700.000 cây vàng hương đỏ đỏ. Một cốt. Hoành thân 5 luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp tục là mã số 40, là một cây trang ghép. Một cây Mỹ cam. Mỹ cam nguyên chủng rồi con ơi. Nguyên thủy. Cây một cốt. Một cốt. Chân dài luôn. Nguyên chủng nha. Đây. Cây này là con để này. Rồi, chiều cao 107. Tán ngang là 56. Rồi, xây vòng, xây xương xương vòng. Đó. Cái phơm tàn này bà con về vô dây là thành một cái cây bài luôn nha. Đó, đây nè, bông mi cam nè. Rồi, cho thoát thân luôn. Thoát thân của nó là 69 nha bà con. 69 số đẹp luôn. Đây đây, ở đây nó có một cái chòi ghép Mỹ vàng nha bà con. Nè. Mỹ vàng nha. Mình nè. Chưa không tính đó. Chòi này không tính đó, nhưng mà ghép Mỹ vàng có một chòi nha bà con. Mai mốt mình lấy cái chòi đỉnh lên là luôn. Ok luôn, Mỹ vàng. Rồi, hoành thân nó là 10 đúng bà con ơi. Đây. Hoành thân 10 luôn ha. Đây, đo có thước cho bà con. Đo là mình bỏ cái tược này bỏ cái này đi, là cái nu, đo cái này là nó dư nữa đó. Dạ, rễ gà cám hết trơn rồi. Rễ rất là khỏe lên giót đọt luôn ha. Rồi. Rồi, cho giá mã số Mỹ cam này luôn chú ơi. Mã số 40 cho cây Mỹ cam này có giá là 1.400.000 nha bà con. 1.400.000 ha. Rồi, bao ship tận nhà luôn. Đặc biệt trong đó nó có một cái chò ghép Mỹ vàng luôn. Tiếp theo là mã số 41. Cây Mỹ đỏ Tiền Giang. Mỹ đỏ mà Tiền Giang nha bà con. Đó, cây quá xá luôn à. Bông hoa xum xê. Rồi, chiều cao nó 106. Tán ngang là 69. Số cũng đẹp nữa. Cái tàn này tại cọp lại chứ chưa có xả ra nữa nha con. Xả ra cái tàn to lắm. Đó, đây, 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 đây. Cái cuốn của mì đỏ nè. Cái hoa nó vậy nè. Cánh bầu. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, cái này mình lo lại cái tán ngang nha chú. Rồi, mình xả tàn ra. Rồi, tán ngang nó 104. Tại vì bà con thấy cái hoa này nó bị cháy do cái thời tiết nắng quá nè. Còn cái bông ở dưới này nó bị phức nắng. Cái bông nó rất là tươi nha bà con. Nè, dòng này có hoa tê tái luôn. Nè. Đó, chuẩn vậy đó. Đó, cuốn nè, đỏ tươi luôn. Rồi, mình cho cái hoành cụm luôn chú. Hoành luôn, rồi cụm luôn. Hoành cụm là 25 bà coi đây. 25. 25 cho bà con thấy luôn. Đây.
cây khỏe nhưng mà rất là khỏe nên cái hoa nó rất là sung. Đây thân đại diện này bằng ở trên này bằng ngón cái. Ngón cái mình đó. Cái ha. Lấy thân ngón giữa này. Cái búp nó nè. Búp nó đỏ tươi luôn. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi. Mỹ đỏ Tiền Giang. 41 này có giá là 2 triệu nha con. 2 triệu đồng. Này mình ship nguyên cái chậu luôn. Đây cái đọt nó nè, quên nãy giờ quên quẩy đọt cho con xem. Đọt nó hồng hồng đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nè. Đó. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp tục là mã số 42 là một cây trăng ghép. Này ghép 3 màu. 3 màu. 3 màu màu. Mỹ đỏ Tiền Giang, vàng hường đọt xanh, bông đậm và Mỹ cam. Rồi. Ghép 3 màu thì nó sẽ chạy ra 4 màu. Rồi một màu của cái thân chủ của nó nữa. Chiều cao của nó là 105. Tán ngang là 50. À đây. Đầu tiên là trước mặt là một cái Mỹ đỏ Tiền Giang nè. Ở dưới này thì Mỹ cam nè nha con. À, Mỹ cam. Trên này là vàng hường đọt xanh bông đậm nè. Còn bên đây là cái thân chủ của nó nè. Này là đỏ ta. Đây một chồi Mỹ cam nữa. Nói chung ghép sen nhau nha bà con. Đây nè. Mỹ đỏ Tiền Giang, các hoa. Rồi, vành cũ của nó là 22 bà con ơi. Đây. 22 vành luôn. Tính 21 nè. 21 thôi. Xíu thứ 21. Tính cái thân này, thân đại diện của nó đi, trên này đi. À, thân đại diện của nó là chính rồi đó bà con ơi. Này cái nó nguyên một củ dính này nha bà con. Lên 3 2 1 cái củ này lên chia làm 3 thân như vậy nè. Đó. Rồi cho giá luôn chú ơi. Rồi, giá mã số 42 này có giá là 1 triệu 3 nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Rất là mềm rồi. 1.300.000 có cây 4 màu luôn. Tiếp theo là mã số 43 cũng là một cây trang ghép. Ghép này, 3 màu luôn bà con ơi. Cái này có cái dáng về vô dây sửa ra thành cái dáng bay nha bà con. Đó. À, ghép 3 màu chút nữa sẽ giới thiệu chi tiết luôn. Rồi mình cho cái chiều cao đại diện với cái tán luôn chú ơi. Rồi chiều cao của nó 50. Dáng đổ của nó 54. Tán ngang của nó là 30. Đây. Cái này thì ghép Mỹ cam nè. Vàng hường đọt xanh bông đậm nè và Mỹ đỏ Tiền Giang nha. Rồi, đây nè. Mình để cái thân chủ là 3 màu, nếu như thân chủ nó là 4 màu, thân chủ này là dòng đơn ta đỏ ta. Đó ta. Rồi. Này mình cho quành heo một chút. Đây, quành heo của nó là chín nè coi. Đó, cái thân nó lên đây thoát thân khoảng một tấc xong rồi nó lắc qua vậy, nó đi cái dáng bay nha, củ dưới này nở nè. Để ghế này ship nguyên chậu luôn. Đây là những cái chi tiết những cái mắt ghép này nha bà con. Đó. Những cây mà ghép này là ship nguyên chậu cho cây bà này con vô đó. Cái thế bài luôn rồi. Rồi cho giá luôn chú ơi. Rồi giá mã số 43 này có giá hữu nghị thôi, 600.000. Giá rất là mềm rồi. Giá mềm rồi. Rồi xuống cây luôn. Cây này nói chung là thành phẩm nha bà con. Vậy chứ vô dây lại cái là ok rồi. Tiếp tục là mã số 44. 44 là một cây Mỹ cam. Qua wow, xa bồng luôn rồi. Cây này là nguyên si luôn. Rồi cho chiều cao chú ơi. Cây Mỹ cam rim. Rồi chiều cao hết sức 1m rưỡi. Tán ngang tại đây là 65. Đó. Rồi cây bông trần trong tao luôn. Đây. Đây cái này là cái thân chính là cái chòi đỉnh nó lên búp lên bông rất là nhiều. Đặc biệt bông Mỹ cam này màu hoa nó rất là tươi ha. Cứng. Đây cái thân đó nè. Ở dưới nè mỗi chòi mỗi hoa hết. Đó. Đây, cái này là dưới này có cái eo đây, tại sát giống là cái eo trên là lớn nữa nha bà con. Cái eo đây là 18. 18 ha. Rồi. Rồi đây mình xây qua đây nè. Cái này đấy. Nó có nguyên một cái cổ chỗ này nha bà con. Lên đây cái đầu lăn nha bà con. Lên đây cái nó chia ra ba nhánh nè, ba thân nè. Cái thân chủ thì nó cao là thân bự này nè. Bên đây nó lùng lại cái bên đây thấp lại giống như là ba tân. Tam tài. À, một cái cây quá xá đẹp luôn rồi. Đó. Rồi mình cho giá luôn chú ơi. Rồi giá mã số 44 có giá là 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000 bao ship về tận nhà bà con. Ship luôn chậu luôn bà con. Cây này đủ tàn đủ tán vô dây thành phẩm là về tùy theo bà con sở thích ha. Búp rất là nhiều luôn nha. Nè. Đặc biệt cái cam nó rất là sung, bông nó vậy nè. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 45. 45 là một cây hồng. Một cây hồng hương nha bà con. Hồng hương. Đây, dòng mày khác nữa rồi, lên dòng hồng. Hồng hương. Chiều cao nó là 68. Tán ngang 45. Rồi sang dòng luôn. Đây một dòng.
Rồi đây cái này một cốt nha bà con, có đế, cái này là đế treo nè. Rồi mình ráo hoành eo luôn. Thôi mình cho cái này đi, cho trên này nó dưới nó hoành eo 5 luôn. Rồi hoành eo là 5, dưới này nó còn to hơn nha. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi. Rồi mã số 45 này có giá là 400.000. 400.000 gốc Hồng Hương. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 46. 46 là một cây Hồng Hương, một bụi nha bà con. Đó, cây bụi. Đây xem vòng bà con thấy luôn. Cây mở tàn ra luôn. Cái cây này bự để tàn luôn đi chú ơi, mình trừ hao cho bà con đi, có cái tàn ổn định như vậy. Rồi mình cho cái chiều cao không chú ơi. Rồi chiều cao hết khớp, 1,5 m bà con ơi. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang này, để tàn cái bông ra nó hơn 1,5 m luôn nha bà con. À, tính 1,5 m thôi, à, nhưng mà tại vì mình tính tàn lại đó. Đây, hồng hương nè, hoa nó vậy nè, chân nó hồng hồng luôn. Cây rất là sung nha bà con, rất là nhiều tược tơ nó đang lên, này nó đang chuẩn bị lên hoa nè. Cái này là nguyên một bụi luôn. Này dưới thì về chưa khai thác nha con. Đây, vành nguyên cái bụi nó là 39 nè con ơi. 39. Thằng đại diện. Thằng đại diện nó thằng này. Thằng này đi. Đây. Thằng thằng mình đó đi chú ơi. Đây, thằng đại diện nó làm 9 nha bà con đây. Đó là con thấy ngay thứ luôn, xíu thứ luôn trên này đó. Này, rễ nó ra trắng chân. Cái này chưa khai thác ở dưới không biết là chắc có thể là nó liền nha bà con, nguyên cũ nguyên bệ luôn. Rồi cho giá luôn chú bay. Rồi giá cho mã số 46 này có giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Bao ship tận nhà luôn, toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Có bốn tấm gạo giấy trắng mảnh thơm dai giấy thiên thành bà con cô bác ơi. Tiếp theo là mã số 47. Có bốn tấm ghép hai màu. Ghép hai màu. Ghép hai màu. Rồi mình cho chiều cao luôn chú bay. Mỹ cam, vàng hường đột xanh và một cái thân chủ nó nữa là ba màu. Rồi, chiều cao là 68. Tán ngang là 58 mà coi. Rồi xoay xoay nhẹ nhẹ vòng một chút. Đó, đây, vàng hường đột xanh nè. Đây, có cái búp luôn rồi. Bên đây là đỏ ta nè, đỏ ta là dòng đỏ đối màu mình ha, là cái thân đại diện của nó, thân chủ á. Đây là hai chồi mỹ cam mà ghép rồi nó cái độ sung của nó, cái cánh hoa nó to vậy nè nha bà con. Nè. Rất là mịn luôn. Gốc này là gốc đơn ta. Rồi hoành cũ nó là 17 bà con ơi. 17, thằng đại diện luôn chú ơi. Thằng đại diện nó là 11. Đây. 11. 11 quả đào nha. Cái này cái cây này nếu như về làm bonsai á là cái dáng này là dáng phụ tử nha con. Thằng này là thằng chính nè. Thằng này là có cái thằng nhỏ nữa nè. Mà ghép mỹ cam hai bo mỹ cam nó ra cái hoa to. Lớn ha. Quá xá to luôn. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi. Mã số 47 này có giá là 900.000 nha bà con. 900.000. 900.000 bao cái chậu luôn bà con luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 48 là cây trang ghép hai màu. Hai màu, mỹ cam và vàng hường đọt xanh bông đậm, chiều cao luôn chú ơi. Rồi, chiều cao nó là 75. Tán ngang của nó là 33. Đây, chi tiết nè. Vàng hường đọt xanh. Đây là mỹ cam. Là ghép hai màu. Ghép hai màu. Cái màu thân của nó nữa đỏ ta nữa là ba màu. Rồi, ok. Rồi, bên thân của nó là bằng ngón giữa ha. Ngón giữa đi. Ngón giữa là đỏ ta. Một cốt lên tới đây nè. Rồi, cho giá luôn. Cho thỏa thân cái cho giá ha. Rồi, thỏa thân là 21. Cho giá, cái cây này thì 48 này có giá là 400.000 nha bà con. Cái cây này thì chia ghép bo chia ra từng từng nha bà con. Đó dưới này là vàng hường rồi lên mỹ cam rồi lên đây là vàng hường nha, chi tiết vậy đó. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 49, cũng là một cây trang ghép, ghép hai màu nha bà con. Hai màu. Mỹ cam, vàng hường đột xanh, cái thân nữa là ba màu. Rồi, chiều cao là 69, tán ngang là 35. Đây, mỹ cam này nha bà con. Mỹ cam bông vậy nè, đây, những tược mỹ cam đang búp hết trơn rồi, bên đây là vàng hường nè. Còn cái thân đại diện của nó, nếu như ra thân bà con để nó là ba màu. Rồi, cho hoành eo luôn chú ơi. Rồi hoành thân nó là 9,5 bà con ơi. 9,5 tính 9 đi ha. Cái này thoát thân lên này phải ăn tắt. Tắt. Chia ra hai nhánh nha. Cái này nó còn ba nữa đó. Chia ra hai nhánh. Rồi cho giá mã số luôn chú ơi. Rồi mã số 49 này có giá là 900.000 nha bà con. 900.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 49. Còn ba màu luôn. Tiếp theo là mã số 50. Cũng là một cây trang ghép. Mà cây này ghép ba màu nha bà con. Ba màu. Ba màu.
rồi cho cao một chút, một cốt luôn. Rồi chiều cao là 75, tán ngang 31. Đây ba màu mình chi tiết ha, đây là Mỹ Đỏ Tiền Giang, đây là cái vàng hường đọt xanh nè, vàng hường đọt xanh, đọt xanh. Đây tới đâu nữa, cái này ba màu. Đây để ba màu. Đó vậy đó nghe không, thấy trước mắt là hai màu đó vậy đi. Rồi rồi hoành thân nó là 10, hoành thân 10, tốt hơn là 25. Rồi cho giá luôn chú ơi. Rồi giá mã số 450 này có giá là 800.000 nha bà con. 800.000. Cái này là ghép cái cây này là thấy là hai màu rồi. Hai màu nhưng mà cái màu đại diện nó là ba màu đó. Ok vậy đi, rồi xuống cây luôn chú ơi. Tiếp theo là mã số 51 và 52. Hai mã số khác nhau nha bà con chú ý nha. Hai mã số khác nhau, hai giá tiền khác nhau luôn. 51 là cây bên trái. Rồi, bây giờ đo cây 51 trước đi. Mình đo chiều cao trước đi chú ơi. Hai mã số này nó giá tiền nó khác. Rồi, mã số 51 là có chiều cao là 55. Mã số 52 là chiều cao với 60. Rồi. Hai cây khác nhau nha bà con chú ý nha. Mình quay chi tiết này, mã số 51 nè. Nó có ba chồi mà lên ba cái hoa. Nó như này nó lem sọc nha bà con. Này là sọc lem nha. Lem màu. Bên này là mã số 52. Cây thì bên này to hơn. Nó tàn vậy nè. Rồi cái này cái thân đại diện của mã số 51 thì bằng ngón danh. Bằng ngón danh. Còn bên 52 bằng ngón giữa nha bà con. Rồi, cho giá mỗi cây luôn chú ơi. Rồi, giá mã số 51 thì có giá là 350.000. Còn mã số 52 thì có giá là 500.000 nha bà con. Rồi. Hai cây khác cho giá nha. Rồi, xuống cây luôn chú ơi. Rồi. Tiếp theo là mã số 53. 53 là cây hồng hương. Hồng hương. Rồi cho chiều cao chú ơi. Nhanh hơi vậy thôi. Rồi chiều cao tính 1m4 thôi bà con ơi. Tán ngang 1m3. Rồi xây vòng chú ơi. Một củ luôn. Đây cái hoa hồng hương nó mới nở cái màu vậy nè. Màu giống như cà rốt vậy. Đây. Cái này một thân nó to nha bà con. Đó. Một thân. Cái này không? À, cái thân xù ở trên này. Rồi, cái thân hoành thân của nó là 17 nha bà con. 17. Tốt. Đây, rễ nó ra như thế này nè. Ra nó đường vòng hết trơn như là này một củ liền. Này thất thân lên khoảng 5 cm. Đó, nó chia thành ba chi như thế này. Cái này thường dòng sọc hiện tại giờ nó rất là hot này, anh em về lấy về đóng mấy cái bò sọc vô là ok luôn á. Còn mấy cái nhánh đó thì mình dâm ra ha. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cho mã số 53 này có giá là 2.600.000. 2.600.000. 2.600.000 bao ship về tới nhà cho bà con. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 54 là một cây vàng hường đọt đỏ nha bà con. Rồi vàng hường đọt đỏ. Rồi mình cho chiều cao chú ơi. Rồi chiều cao của nó là 56. Tán ngang là 45. Đây vàng hường đỏ bông nó vậy nè. Cái nhị nó màu hồng nha bà con. Đó, chân nó nè. Rồi hoành thân nó ngón danh mình đó bà con ơi. Dưới này nó xuống nó có thể to hơn nữa. Ở dưới này nó có nhánh ở dưới này mà nó đang lên hoa nè. Nè hoa vàng hường đỏ, hoa cái búp nó vậy nè. Búp xanh. Rất đẹp. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi giá cho mã số 54 này có giá là 1.500.000 nha bà con. 1.500.000. 1.500.000 đó. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 55 và mã số 56 đây. Đây, đây mã số 55 là bên trái nè. Bên trái đó, mình cho chiều cao luôn chú ơi. Cũng khác giá nha bà con. Cho chiều cao luôn. Rồi chiều cao luôn. Mã số 55. Rồi chiều cao 59. Bên đây cũng vậy luôn, 60. 59 60 thì nó vậy đó. Này mã số 55 nè, cái bông của mấy cam nè. Này màu cốt, cốt ở dưới bằng con cái đi. Con giữa mình đi. Con giữa ha. Chiều hai con giữa đi. Mã số này lớn hơn. Mã số 55 thì nó cả ngón giữa mã số. Rồi, cho giá luôn chú ơi. Rồi cho giá luôn.
giá mỗi cây giá 55 thì một cây có giá là 350 ngàn, còn cây số 56 thì 400 ngàn nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 57. 57 là một cây, 57 là cái cây Mỹ cam ghim, Mỹ cam nguyên chủng luôn, GC luôn, không có ghép gì hết. Rồi chiều cao nó là 82, tán ngang là 66. Đây bông Mỹ cam mà con thấy cái búp vậy, tới chừng mà nó nở cái bông ra thì khỏi phải chê luôn. Đây mỗi trò mỗi búp đó, cái thân nè đó, một cốt. Rồi, rồi mình cho cái hoành eo luôn chú ơi, mình đo cái thân chính đi, thân chính đó. Thân chính đó là được 10 bà con. 10. Kéo cái từ cái thân này lên cái chỗ mình cái thân cái á. Rồi, cái thân cái của nó là 30. Là đây, cái này cái công rễ này nè. Bà con về cắt ngang đây ha, bà con dâm ra được một cái cây con nữa nè, nhưng mà để vẫn giữ nguyên zin cái bộ rễ của nó, cái đế rất là đẹp nha. Này chưa khui xuống nữa nè. Đó, rồi mình cho giá mã số luôn chú ơi. Rồi, mã số 57 này có giá là 1.200.000 thôi bà con ơi. 1.200.000. 1.200.000. Được, lên rất là sung luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 58 là một cây trang ghép 3 màu nha bà con. Ba màu sẽ thông báo sau. Rồi đây, mình cho chiều cao chú ơi. Cây này về vô dây là thành phẩm nha bà con. Được tơ nuôi lên rất là ok. Rồi, chiều cao của nó là 58, tán ngang là 45. Rồi xây xương xương vòng hả chú. Đó, đây mình sẽ kiếm nha. Đây một màu là Mỹ cam nè, lá này lá Mỹ cam nha bà con. À, đây là Mỹ đỏ Tiền Giang nè. Đó, cái bông đó nè, Mỹ đỏ Tiền Giang nè. Đây là vàng hường rọt xanh. Đó là đủ 3 màu ha. Rồi thêm một cái màu của cái thân của nó nữa là 4 màu. Rồi hoành cũ nó là 24. Này hai thân này nó dính nữa chứ. À hoành cũ à, mình cũng không hiểu rồi sao dưới này mình không dám động. Đó, rồi mình đo rồi, cái thân đại diện đi. Thân đại diện bên đây nó là 10 bà coi. 10. Nó gì nó có cái chỗ này vậy nè. Này là nó dính nó thôi chứ mình cũng. Này về nó liền lại luôn rồi. Này về bà con vô dây vô cái ok rồi. Rồi trả giá luôn chú ơi. Rồi mã số 58 này có giá là 1.400.000 bà coi. 1.400.000. 1.400.000. Tao ra cái chọn cho bà con. Mã số 58 ha. Rồi 58 là con mã số cuối không? Cuối clip rồi. Cuối clip luôn chú ơi. Của chúng tôi đến đây là kết thúc. À, xin gửi đến bà con cùng các bạn lời chúc sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Rồi. À, nãy giờ mình lên một số mà mã cây kèm theo đó là những nhiều cái mặt hàng hoa, nhiều loại hoa thì bà con xem tham khảo, nếu như mà vừa túi tiền vừa ý thì có thể liên hệ chỗ chú Chí để chốt cây nha bà con. Để liên hệ trực tiếp thì mình có để số điện thoại trên màn hình kèm theo Zalo hỗ trợ thêm. Cảm ơn bà con đã xem kênh của mình, chúc bà con có nhiều may mắn sức khỏe ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.